Vậy tại sao em không yêu người xứng tầm với em mà em yêu anh? Hối hận hả? Em thương anh đó Hào. Em cãi cha, cãi mẹ, cãi bạn, cãi mẹ. Em ở bên cạnh anh tới bây giờ. Đây là cái thái độ mà em đáng nhận được hả? Được rồi. Nếu như mà muốn chia tay á, thì em quyết định tôn trọng của anh. Đủ chưa? Em nói hay quá hả, rồi còn anh thì sao hả? Anh cũng bỏ tất cả mọi thứ để vì cuộc sống của hai đứa. Trời, anh bỏ luôn cả nghề của anh. Anh đi làm bộ, anh chạy xe, anh làm tất cả mọi thứ để tụi mình có một cái cuộc sống tốt hơn. Anh nhường cái cơ hội để em được làm nghề. Em tiếp tục em cống hiến. Để em làm nghề gì? Cái nghề này có anh cứ đúng với mấy cái nhà này đâu. Em hỏi em một lần nữa. Anh nhường mày đúng không? Thì giờ đi. Mời bớt bạn của tôi đi. Anh Hào,